Hello, chào tất cả các bạn đến với channel của Đức nha. Hôm nay mình sẽ có một cái phân tích nhỏ ngắn về cái đồng Cardano và cái cập nhật mới đây của nó là cập nhật Sally. Đây, Sally nè. Mọi người có thể coi ở đây. Đây là Twitter của Input Output Hồng Kông, là mình dịch ra tiếng Việt nha. Đây mình dịch ra tiếng Việt cho mọi người dễ tham khảo luôn. Đầu vào ra là Input Output Hồng Kông á. Đây nè, mọi người thấy nè, hãy luôn cảnh giác với những trò gian lận trong hệ sinh thái Cardano, đặc biệt với việc tung vào testnet khuyến khích Sally. Bất cứ ai tự xưng là nhóm cổ phần hay là yêu cầu Ano đều lừa đảo ủy thác đó. Là như bạn thấy là nhiều, rất là nhiều bạn đầu tư vào mấy cái sân ủy thác Cardano đó, là đó chỉ đa cấp biến tướng thôi nha. Đầu tư đó chắc chắn mất tiền, nó là mô hình Ponzi khi bị tháp, những người vào sau chắc chắn mất đó. Ở đây người ta đã khuyến cáo mọi người là không có đầu tư vào cái sân ủy thác Cardano nào hết. Theo mình biết thì có rất là nhiều sân ủy thác Cardano, có rất là nhiều bạn đã inbox cho mình hỏi rồi, thì mình nói là chắc chắn là các bạn mất tiền rồi. Đây cái Cardano Bull Tool nè, mọi người thấy chắc đây nè, 413 Bull đang ẩn nè, higher nè, đây nè, IOSK nè, Private High 1 nè, đó. Mọi người hãy check từ thông số mấy cái lốc ra đây nha, mọi người check từ hết trên này luôn. Và bên Setlay này nè, mình có thể coi tất cả thông tin tại mà staking ADA mà mình coi tại đây là chính thống nhất, không coi bất cứ trang web nào hết đó. Đây, mọi người muốn đăng ký thì mình có thể đăng ký. Ở đây mình tự chạy nè, và ở đây mình chạy chung với một cái hội nào đó. Đây mình có thể tự chạy. Đây cái kích tính phần thưởng mình đã hướng dẫn rồi thì mình không hướng dẫn lại đâu. Đây, đây là Cardano Explorer nó nè. 80 F hot nè, đây là những cái lock mới nè, slot nè. Đây. Lấy tịt block nè, những cái lock mới nhất ở đây nè. Rồi nếu bạn muốn tìm hiểu thêm Cano, bạn có thể đọc tại trang maxari.io. Trang này nó đưa tin về lộ trình của các đồng coin cũng khá là chuẩn. Mọi người có thể đánh đồng coin mình yêu thích tại đây. Có thể đánh đồng coin yêu thích mình đây rồi mình tìm hiểu. Đó. Mình thấy đánh đồng coin bên đây mình tìm hiểu hết tất cả lịch sử đủ các chi tiết đó đó trên này. Nè, overview nè, roadmap nè. Đây, exchange nè. Rồi, đây là một số thông tin ngắn nói về Cardano thôi. Rồi, cảm ơn mọi người.